Dưới người ta. Nói chuyện. Đó, dắt đó, đi gầy gan luôn. Quá trời dễ thương anh em ơi. Nè nè nón nè, đâu để nón cho ta luôn. Em đi cùng với hành quấn. Chồng trẻ nha. Ừ, đi về nhà, trở về. Đó, dạ đây là cái kiếm tròn luôn nha. Trước mặt quý vị khán giả đây là anh đẹp trai. Đây, anh thường tự quá ha. Rồi mỗi bữa đi hai vợ chồng rồi bữa nay vợ đâu rồi? Dạ em dặn đi về bên nhà bà vợ rồi. Rồi ông làm gì mà đi với vợ ông dặn đi. Hả? Từ anh nói dặn. Nói lớn lớn rồi. Từ anh về em dặn. Vậy hả? Có cãi nhau không? Nghe nói là mới đám cưới hấp hôn chưa bỏ đi vậy? 20 á. Chưa nữa hả? Rồi nguyên nhân như thế nào mà bà xã bỏ đi? Thì nó... Nghe nói thì... nhức đầu á nó... Trời, tự nhiên bị nhức đầu cái tự nhiên chặn không bỏ đi gì vậy thôi hả? Kỳ vậy? Rồi nghe nói là cái chuyện tình của anh chị đó là anh mới 20 tuổi thôi mà vợ là 42 tuổi hả? Ờ, thì hai cái chuyện tình của anh chị là sống bên nhau lâu chưa? Lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi? 2 năm mấy rồi. 2 năm mấy hả? Nói lớn lớn chút anh ạ. 2 năm mấy rồi. 2 năm mấy hả? Rồi sống 2 năm mấy tới giờ là mình có bé nào chưa? Chưa nữa hả? Rồi là nghe nói là mới đám cưới mấy gài mà sao chưa hấp hôn gì chứ mà dặn qua đi hả? Rồi dạ, nói con nói gì rồi bỏ qua đi rồi? Đâu có nói gì đâu. Sao bỏ qua đi? Em cũng không biết luôn. Không có theo kịp không? đó còn vấn đề không? Có vấn đề rồi. Ông này ông kia bả nè, bây giờ bỏ đi đúng rồi. Cái này là cái gì? Cái lâu vô hả? Cái đó là cái gì vậy? Cái máy này để hát hay nhớ. Hát hay nhớ hả? Là mỗi lần mà vợ chồng mình là muốn đi em chồng sợ đó là muốn hát là hai chồng mình bắt lên nhảy hát luôn hả? Hát đại tử ung thư rồi. Gì hả? À, bây giờ là mình có cách này nè. Mình đi về mình tìm vợ nè, cái là mình mở cái lo lên hai người nhảy tưng tưng làm quà được không? Dạ, dạ, được không? Về mình hát tặng cho vợ bán đi rồi hai chồng lập quà lại được không? Không biết ca hay là không? Không biết ca hả? Chỉ là bắt nhạc lên nhảy thôi. Bắt ca cổ. Bắt ca cổ xong nhảy chẹn. Bắt cái nhạc này kia cho nó sung này kia lên đó, mình bắt cái lương sao nhảy. Rồi hàng ngày là anh chị sống là ngày gì? Nghe nói là mình đi sinh hả? Lúc trước là nghe nói là bán mấy số bây giờ đi sinh hả? Trước bán số bây giờ bán ôm hoài à. Ờ. Rồi bữa nay sao làm ăn khấm khá không? Quá. Sáng giờ nhiều không? Mới đi. Đi qua đây luôn. Hai vợ chồng đi qua bên chợ bên này, tự nhiên ông này theo khỉ thì người ta cái người ta dặn ta bỏ đi gì. Rồi bây giờ mình suy nghĩ đi cái kế hoạch mình sao mình về mình nói cái gì để cho mình giải hòa với vợ mình đi. Không cái gì nó không chịu nghe đâu. Ủa sao kỳ vậy? Còn danh á, còn con nó rất là nghe. Ừ? Con nó là con của Nguyễn Chí Hành. À, con riêng của anh hả? Đó con riêng của chị ha. Ừ. Sao ông nói mà lại không nghe? Ừ. Anh nói không nghe. Dạo này có đưa tiền không? Làm biết bạn có đưa tiền cho vợ không mà bá nhận mà bỏ vậy? Em đưa cho nó chữa hết rồi đó. Gì vậy hả? Đưa chữa hết rồi sao mà nhận bỏ vậy? Tốt, đó chị ta. Rồi đưa hết rồi thí dụ nó bụng rồi tiền nó mua đồ ăn. Đi sinh em có hai con chó đó mua bói. Rồi đi sinh vậy đó dẫn nghe theo hai chú con vậy ha. Nó ở ngoài nắng hay giờ hai đứa đó. Ừ. Bây giờ anh có thể là kể cho khán giả là được biết là lúc đầu tiên mà anh cua rồi chị thì sao? Rồi gặp anh... trên xe buýt chứ. Ủa, gặp trên xe buýt luôn hả? Rồi làm gì? Màu xanh cũ á. Màu xanh cũ luôn hả? Mình làm gì trên xe buýt mà người ta thương hay vậy? Chỉ vậy thì chiêu ra. Để em... có biết dạ em lâu. Có nắm tay không? Lúc trên xe buýt có nắm tay không? Không rồi. Ủa không? Sao cũng hay ta?
sao cũng được thì ông cua bả sao nói câu sao mà ông nhớ được bả hay đúng rồi, lần cuối này được thao là cứ quên còn sao nhớ bả anh lên mới giảng ra bây giờ đến tống mới giảng rồi cho cua được còn sao nữa nói gì nè nó lớn lên chút anh em chịu như mì ăn liền nha. Em chịu làm vợ anh không hả? Ủa sao mới đầu tiên mà gặp nhau mà sao anh mảnh dạng nha? Ủa anh mảnh liệt quá vậy? Anh dám hỏi chị cô nói đó luôn rồi. Lúc đó là chị trả lời với anh một câu sao? Không chịu hả? Ủa không chịu sao giờ ai nói anh chị ở bên nhau? Cũng chịu. Cái chuyện tình này nó cũng hơi bị rối rối và rất chẳng ha. Mới đầu không chịu, cuối cùng sao cái nữa thôi em làm vợ anh đi ok rồi. Cái này kia chuyện tình tình xe buýt ha. Xe buýt luôn mới ghê. Xe buýt màu xanh mà cũng chịu nghe. Thường á là anh không chỉ nhiều hay là anh chỉ không anh nhiều hả? Hỏi cho nó chuyện như nào tiết lộ coi, tiết lộ cái lộ xíu thôi. Ai không ai nhiều hơn căng ngang. Bây giờ hỏi cái câu dễ nói đi. Cái lúc cái lúc mà hai người này ai nắm tay trước nè? Ai nắm tay chứ? Cũng chủ động chứ bộ. Mà lúc đầu tiên á là anh cô chỉ là anh có mua một cái bó bông cũng như là mình cầu hôn một cái kỷ niệm nào đó mà nó khá đẹp không? Có quỳ gối cầu hôn không? Có quỳ gối không? Không luôn hả? Kỹ cá chỉ hỏi gì cái là đồng ý lụm gì luôn hả? Anh á thì là tên Hằng ha, còn vợ chị vợ anh tên gì? Cương. Trần Thị Cương. Ồ tất nhiên là chị anh, Cương ha. Anh Trường Hằng và chị Kim Cương. Vậy em nghe nói là cái chuyện tình của anh chị là nó khá là đặc biệt với một cái tuổi khá là trên đời, thì đó là chị là 42, anh thì 20. Rồi kể từ lúc đó mà mình lúc cái thời điểm mà mình đi á, mình gặp chị ở đâu? Tại em chỉ biết hả? Chị biết Mộc Thanh á. Ừ, mình cua chị mấy bữa là mấy dính chị. Rồi bây giờ mình làm phú này trên đó không? Cua mấy lần nó thành công. Hai lần hả? Lần đầu tiên mình nói gì? Tôi là lần đầu tiên chưa nói không? Ờ. Cua này đợt sau mới. Đợt sau là quyết định mình là làm gì mà chị chịu, chỉ đòi gì nè. Kể cho bà con nghe đi. Nói lớn lớn một xíu. Nói lớn lớn một xíu. Nói lớn một xíu. Mình tay tác mà nói cho mạnh dạn lên coi. Chút xíu nó tao qua bển nè, tao gặp vợ. Em ơi, gì với anh cái là tao gì vậy? Đúng không? Rồi giờ là vợ, bây giờ là vợ bỏ đi rồi nè. Bây giờ là mình dự định mình về bên vợ là mình năn nỉ vợ sao để mà cho vợ quay lại nè. Có đứa em dâu với kinh là vợ nhà nó chủ em. Vậy đó hả? Rồi bây giờ là hiện tại là anh có muốn về bên vợ không? Về bên vợ biết không? Giờ đó cứ ngủ với bây giờ đem hai con mình về không được. Sao vậy? Bà vợ không cho. Bà vợ không cho về hả? À, tại vì đem hai cái chú cuốn con đó là ngủ chung trong một luôn hay sao? Ôi chàng ơi. Cũng hai cuốn luôn hả? Tối nó có hôn mình không? Cái khá nó biết nó thiền hoài à. À chị nào đi ra là nó thiền quá. Là hồi nãy bà nói là bà bỏ đi là chiều bà quay lại hay là bà về luôn? Bà ngủ dưới. Ngủ dưới hả? Chị này ngủ dưới luôn. Rồi là chiều bà mới lội về đây đợi. Không có. Chiều ở dưới luôn á. Chiều dưới luôn hả? Có thường thường bỏ không đi không? Mình cũng đi với cha hoài à. Rồi để nữa bà đi thì bà tự về hay sao? Hay là ông phải đi trước? Chú ở cái này là vợ em đi chiều về. Bữa nay là căng thẳng ha, là tự bỏ đi rồi biết sao nữa. Xuống dưới đi, vợ bộ tao quắc quắc ra. Nó lại gần tặng cho nụ hôn gì vậy liền vậy? Đúng không? Mà cãi rồi mà cãi. Mỗi lần mà năn nỉ bả anh phải lặng cho bả cái lưng khôn bả mới chịu về cái gì sao anh nè. Dạ khó. À, khó lắm hả? Ngày khó là mình phải năn nỉ bà vợ sao mà phải thương mình mới được chứ. À, mình nói mình có năn nỉ bà vợ không?
Nè nè, cho em hỏi nè, là lúc mà mới về gặp bà vợ đó, rồi anh nói với bà già vợ câu gì mà bà vợ là chấp nhận cho anh sống với chị Cương? Có mẹ em nữa. Mà à, là có người lớn này kia đi chung hết à ha. Tất nhiên là hai bên xu gia đã gặp nhau rồi. Rồi lúc đó là đã ổn là em thấy là mình làm để đính hôn rồi đúng không? Đám cưới luôn rồi mình lại đó đúng không? Rồi anh với chị là sống thời điểm đến thời điểm hiện tại bây giờ đó là bao nhiêu năm rồi? Hai năm mấy già. Hai năm mấy hả? Nhưng mà hai năm mấy rồi nhưng mà chưa có con. Cho em hỏi nè, lúc trước là em nghe nói là anh bán vé số mà sao bây giờ mình đi xin? Bán vé số ôm hoài. Ôm hoài hả? Ấy quá hả? Bán vé số khi nào mà tự trúng lần nào vậy? Em chưa chín rồi, giờ nào đâu. Ta ôm hoài hay trúng không? Ôm trúng gì chưa? Nè, bây giờ là suy nghĩ cắt đi cứ đứa đi năng nỉ vậy gì nè. Đúng không? Để đi là buồn lắm á. Để là bả đi luôn là tối là ông có gói ôm nữa. Để... Lúc đó là nằm ngủ rồi khóc khóc. Đâu nữa, nửa đêm đi kiếm lúc đó là rồi á. Giờ này em bán gì dữ rồi được. Bán gì dữ rồi. Ủa sao mà không dậy trực tiếp rồi lại mình lại làm lén là sao? Để cho bà dạy em ngủ luôn đó. Em bé em bồng hai con này vô nhẹ 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 thôi. Rồi anh làm gì có khi nào bà và vợ là vớt anh luôn không? Có vớt không? Đó giờ bà có vớt anh không? Là mà mỗi lần bà la là chạy có tiền hả? À, không có được tiền. À, tất nhiên cái từ đó gọi là phi đúng không? Mỗi lần bà la cái là phi mất tiền. Có khi nào bà cầm chổi không? Ở đâu có quay chúng em đâu. À vậy hả? Phim mất tiêu rồi. Lúc đó mình cảnh giác là 1, 2, 3 mình phóng liền đúng không? À, thấy mà nó hơi gọi là có chuyện thì kia là 1, 2, 3 phóng liền ha. Tính ra anh Trường Hạng này cũng hay đánh cái bộ. Trường Hạng sánh viên cùng Kim Cương. Yêu ha. À, em nghe nói là lúc trước là anh có hát, anh biết hát mà biết nhảy nữa nè. Bây giờ thì mấy em hát, anh tặng cho cái giả ốc bản đi. Hiểu không? Biết cà cổ, ca nhạc nhẹ. Bây giờ quên bản của em luôn. Bản gì mình thấy cái, mình nhớ thì mình tặng cái giả ốc bản đi. Trước là em thấy anh nhảy hay lắm mà. Không, bây giờ khỏi hát, người ta đứng như nhảy bản khán giả coi cũng được. Nhảy không? Nhảy thôi nha, đừng mất nhạc nha. có bả đường hai cặp người thấy nhẹ tôi nhảy lắm đúng không? Dạ bơi nhảy cho em thích nhảy. Dạ chỉ là vợ mày nhảy thôi hả? À? Không rồi anh nhảy cái điệu như thế nào đâu, bây giờ anh đứng lên anh múa cho khán giả xem một cái mà điệu nhảy của anh nha. Rồi nhảy cái cho đẹp đẽ không thì vợ dễ vậy với mình có bị tại giờ đau nè, khó nhảy cái gì bây giờ đau quá. Giờ đau hả? Bị gì đau vậy? Cái gì? Đi có điện học vậy. Đi nhiều quá vậy. Đi nhiều quá. Mày vợ đuổi đi vậy. Hay là vợ bỏ đi mình buồn. Mình không có tâm trạng mà để mình nhảy muốn cái. Hay là đi kiếm quá rồi. Rồi nãy giờ bà bỏ đi rồi có đi kiếm bà chưa? Bây giờ em đi chợ kiếm luôn không có đâu. Kiếm gặp hả? Dạ. Cái nón lá đó anh lụm ở đâu mà đẹp quá vậy? Mới lụm hả? Rồi mình đi xin tiền thì mình có cầm cái gì mình xin không hay là mình lại mình gặp mình xin thôi? Cầm cái nón lá đó xin. Cầm nón lá giờ là xin rồi. Hồi sáng giờ ăn cơm chưa? Ăn cơm thường rồi. Mới ăn được cơm mà ha. Thôi hai chồng xin kia đủ tiền mua cơm ăn không? Đủ. Bây giờ có bà quay cho em lên kênh các bạn ở đây. À bữa nay được lên sóng mới vui ha. Giờ quay lên cho quay lên cây. Đi vòng vòng hoài bà nổ ơi. Em vòng lên con Mỹ vòng vậy ta đi bắt không có giờ ta đi.
Bây giờ là chuẩn bị là mình có dự tính là đi kiếm vợ không nè, hay là mình bỏ vợ luôn? Đi kiếm không, ở đây tao phụ giúp cho. Kiếm sao đây nào, tao đi cho. Tao lại tao năn nỉ phụ cho. Ông này là ông khịa rồi, bởi vì nó bỏ đi á. Có gì đó đi đó anh em tao phụ, tao đi nói tiếp cho. Ý là muốn kiếm vợ mình trở về không? À là cái tức làm sao? À mình bỏ luôn. Tại chiều nó quên là mấy hôm nữa được. Chị nào bấm mới quay lại. Chiều dạ mới quên. Thôi giờ bây giờ nó mã lớn tuổi quá đi. Bây giờ mình sống với cái chuyện gì đó lớn tuổi gì đó là nhiều khi rồi mình có ngại không? Hả? Người ta kêu người ta chỗ anh với dạ mà không à. Người ta thử chứ. Mình tưởng mẹ con hả? Cái đường người ta hỏi người ta nói là sao? Dạ nói chồng đó. Chồng đó nha. Mà cái đường người ta hỏi là bộ mẹ con hả? Rồi hỏi gì mình có buồn không? Em cứ hình như nhẹ quá hết chị đâu. Không buồn hả? Thì mình có làm nữa. Nắng quá nắng là nữa. Rồi gọi anh mất hai cái cuốn tuần đó rồi đi theo có cho nó ăn gì không để mới cho nó uống sữa. Uống sữa hả? Rồi mình xin như vậy là mình có mình cho nó uống sữa nha. Mình xin cho nó xin mình rửa cho nó uống. Ờ. Có là nữa còn nè. Rồi mỗi lần cứ lộn vậy đó là chừng nào mà hai chồng nó hấp dẫn nhau. Chắc cứ chiều dậy mới hấp dẫn. À, từ sáng tới chiều là quay lại là hấp dẫn. Là hôn một cái là trao dồi tình cảm là hấp dẫn liền phải không? Phải không? Rồi đi xin hai cúng đó ở đâu vậy? Đó, rồi, mình đi xin của người ta hay sao? Đi xin của người ta. Anh là con nhỏ nó té mà. Rồi bây giờ tính sao nè? Quyết định đi tìm không? Anh em chạy giúp nè. Tao chạy giúp cho. Rồi lỡ tới chiều chị Kim Cương không về rồi lúc đó là sao vậy? Chiều bán anh gì giữ được. Nếu mà chị Kim Cương không về là anh Trường Hạn sẽ đi dưới đúng không? Chú dứ bị một chân cầu hôn lần nữa ha. Cho hàng chó này nó cái kèo là cho hai chó làm ngoại giao đúng không? Rồi anh tấn công sao hả? Là cho hai em cúng là chạy lại trước, anh từ xa bay lại là câu cổ là không đi nữa không? Cái này cũng quá khó à, bị gì không biết cái bà chị đi đâu mình khó tìm lắm á. Ban ngày nó hung cái đó, cho tối là hung là không cho đó. Ban ngày thì mình hung, ban đêm mình với quà. Thấy cái chiêu này yếm á. Phải mà chung lý ảnh là phải à. Rồi vậy đi. Bây giờ mình chuẩn bị đi ha. Bây giờ là mình ra xe, mình anh em sẽ hỗ trợ anh về tới nhà luôn. Rồi lên xe đi. Rồi lên xe đi. Rồi vậy đi ha, đi tìm mờ bả. Còn hai em với anh trả theo luôn. Rồi trả được không? Đi được không? Đi được không? Cũng nhỏ lắm, có lọc xuống đâu rồi. Rồi đi xe đạp hả? Thôi rồi, coi nè. Cho mượn cái nón ấy, cho mượn cái nón ấy. Hai con này là hai cuốn nữa hả? Dữ vậy ta. Nói chuyện. Đi cùng với hành cuốn chồng rẻ nha. Ừ, tính trở về. Ở đây là cái cuốn tròn. Đây là có cái lo để mà mỗi lần hai chồng á có ca luôn hát luôn. Ca hát nghỉ là nghỉ luôn. Đó, có mình châu không? Có mình châu không? Không. Không hả? Chiêu dưới làm bản nghe chơi nghe chạy. Rồi là ca bài vụ án Má Ngu nha. Rồi anh Trường Hạn đi tìm bảo mình về. Rồi. Trường Hạn hả? Rồi quý giáo đến đây xin kết thúc quý vị ơi. Mời quý vị đón xem quay giáo tiếp theo nha. Trường Hạn đang đi tìm vợ. Chào.